Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với cửa hàng của Nông Cơ Phúc Luân anh em nhé. Vì hôm nay bên em còn dư một ít buri. Buri anh em nhé. Buri này anh em nhìn cái hộp thì anh em cũng biết là nó chất lượng như thế nào rồi đó. Thì cái này nó có vỏ hộp nhưng mà vỏ hộp hiện tại chưa có ở đây. Thì em bỏ đây em quay như vậy cho anh em nhé. Một hộp như vậy là 10 cái anh em nào lấy thì liên hệ với em. Buri này đẹp quá. Đây này, quá đẹp. Buri này ba cháu nha. Lấy cái nét nó khó quá. Buri này nó bóng quá. Buri này ba cháu nha nè, ba cháu. Được. Này đánh lửa cực kỳ tốt anh em nha, xài cực kỳ ngon luôn. Thì ở đây em còn rơi vào tầm khoảng 40-50 cái nhé, thì nó cũng phải được 5 hộp nha anh em. 5 hộp này thì bao cho anh em xài luôn anh em ơi. Một hộp như vậy là 200 ngàn nha. Anh em mua 3 hộp thì em sẽ bao ship nha anh em. Còn lại thì anh em thêm 20 ngàn. Một hộp thì 30 ngàn tiền ship, hai hộp thì 20 ngàn tiền ship. Đó, em sẽ phụ thêm cái tiền ship cho anh em ha. Hộp vậy là 10 cái anh em ha. Buri này Spud đó, mẫu này đẹp quá nè, ống mà ống ống anh em nhìn đó. Rồi 10 cái ha, 10 cái 200 rồi cộng ship anh em lấy 3 hộp em sẽ bao ship. Buri này buri ba cháu nha anh em. Đẹp quá, lần đầu tiên mà lên một cái video gọi là nó cực kỳ đẹp đến như vậy luôn anh em. Rồi anh em thấy chưa, đẹp chưa anh em. Rồi 10 cái nha anh em nhé. Anh em nào chưa có sở hữu buri này thì mua nha. Anh em chắc còn được 5 hộp thôi, 50 cái nha anh em. Một hộp 200k, buri ba cháu nha anh em. Đó, rồi bye bye anh em nha. Anh em nào mua hàng liên hệ với em anh em nhé. Quá đẹp luôn. Rồi bye bye anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.